Không vấn đề gì. Bạn biết đấy. Khi bạn khiến cho tôi bắt đầu nói, thì tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Tôi sẽ tiếp tục nói và nói. Và đầu tiên, như tôi đã nói trước đây, rất hân hạnh khi được mời vào cuộc gọi của bạn và tôi sẽ làm điều tốt nhất có thể. Tất nhiên, để trả lời các câu hỏi. Và như bạn đã biết, năm đầu tiên của Rao Quanh, tức là năm 2019, một năm vô cùng tốt đẹp. Năm đầu tiên, chúng tôi ra mắt, và từ khi bắt đầu, chúng tôi đã rất nhanh chóng có được một triệu thành viên trên khắp thế giới. Và vào năm 2020, điều này càng tiến triển nhanh hơn. Và đồng thời, như các bạn đều biết, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã có lệnh đóng cửa, đã cho thấy rằng chúng tôi nên thay đổi cách làm việc, bởi vì nhiều người không thể đi lại được nữa. Do đó, chúng tôi cần phải làm tốt hơn trên trang mạng trực tuyến và phải nhanh chóng thay đổi quan niệm của mọi người. Chúng tôi bắt đầu với sự kiện trực tuyến và vào ngày 25 tháng 4, chúng tôi sẽ có lần thứ hai trong sự kiện thế giới công nhận ngày 6 tháng 6 và 4 tháng 7, chúng tôi sẽ có sự kiện thế giới lần thứ hai. Trong lúc đó, chúng tôi sẽ có một sự đột phá từ trong các sản phẩm cho đến dịch vụ và chỉ một vài ngày sau đó từ bây giờ chúng tôi sớm có thể thực sự nói về bản thân như thế nào chúng tôi sẽ có được khoản tiền trợ cấp đầu tiên cho các thành viên và hầu hết các công ty mạng trực tuyến vào những năm gần đây thậm chí đã không thể giải quyết hết các khoản chi còn lại bởi vì họ phải đang trả tiền cho việc xây dựng hệ thống nhưng mà đối với chúng tôi nó rất quan trọng với kế hoạch thu nhập định kỳ dài hạn vì vậy chúng tôi đã thực sự quyết định bắt đầu làm việc này ngay cả trong thời gian ra mắt tất nhiên các bạn cần phải hiểu rằng chúng tôi chỉ mới bắt đầu nên nó quan trọng để quan sát như một nhà lãnh đạo rằng nếu tôi xây dựng doanh nghiệp này như tôi có ngày hôm nay, nghĩ về việc đó sẽ xảy ra sau 5 tháng, 10 tháng, hay thậm chí 15 tháng. Nó giống như nếu bạn có cổ phiếu trong một tập đoàn lớn, khi họ khởi nghiệp như là Facebook, hay Apple, hay Google, hoặc là một công ty lớn nào đó. Ý tôi là nếu như bạn có 100 euro hay 100 đô cổ phiếu khi họ khởi nghiệp, thì những khoản cổ phiếu đó đáng giá rất nhiều tiền ngày hôm nay. Và điều này cũng giống với rau quanh. Tất cả các bạn đều thực sự đã tham gia vào một công ty trước khi chúng tôi bắt đầu. Bởi vì 6 tháng từ bây giờ, chúng tôi sẽ có rất nhiều dòng sản phẩm, rất nhiều những thứ khác. Ví dụ như chơi game trực tuyến, Ý của tôi là hơn 5 tỷ người đang chơi game trực tuyến mỗi ngày trên điện thoại của họ. Các bạn chơi đủ thể loại game và mọi người dành ra nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày. Và chúng tôi sẽ thu được hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn game khác nhau. Tất nhiên, có rất nhiều game mà các bạn đã biết và điều này sẽ là một sản phẩm hoàn hảo cho mạng trực tuyến của chúng tôi. Khi tôi bắt đầu làm trong công nghiệp này mấy năm trước, tôi đã mơ và nghĩ về làm việc với một thứ gì đó mà mọi người thích làm mỗi ngày. Và nó không chỉ chơi game trực tuyến mà còn rất nhiều, rất nhiều thứ khác mà chúng tôi sẽ làm việc với mà bạn sẽ thấy những tuần, những tháng sắp tới tính từ thời điểm bây giờ. Do đó, ngày 6 tháng 6 và ngày 4 tháng 7, chúng tôi sẽ cho ra những sản phẩm hay ho và dịch vụ mà tôi làm ra cho việc sử dụng điện thoại di động. Bạn có thể làm mọi thứ trong rau quanh chỉ với một chiếc điện thoại di động. Nếu như bạn mua hàng trực tuyến, nếu như bạn chơi game hay là bạn làm bất cứ thứ gì, cái bạn cần chỉ là một chiếc điện thoại di động. Và cho lần đầu tiên, chúng tôi là công ty đầu tiên thực sự có thứ gì đó cho mọi người bởi vì không phải ai cũng thích chơi game trực tuyến bởi vì một số người khác có lẽ thích làm những việc trực tuyến khác và bây giờ tôi phải nghĩ để tôi không tiết lộ bí mật trước khi chúng tôi phát hành nhưng tôi biết rất nhiều trong số các bạn sẽ thích sản phẩm của chúng tôi bởi vì nó bắt nguồn từ ngành công nghiệp giải trí và tôi nói ngành công nghiệp giải trí thì nó không chỉ là chơi game mà nó còn rất nhiều thứ khác nó bao gồm những thứ ngoài bên cạnh công nghiệp giải trí đó chính là điều mà mọi người hay làm bạn biết đấy mọi người đều thích ngắm nhìn thế giới và hơn thế nữa cho nên chúng tôi sẽ ở đó với vai trò là công ty mạng lưới trực tuyến đầu tiên chúng tôi sẽ gửi đến những thứ phù hợp với tất cả mọi người và đồng thời tất nhiên các bạn có thể thấy chúng tôi có những kế hoạch kèm theo trông rất khác biệt so với những công ty kia bởi vì chúng tôi đã làm ra nó nên việc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để kiếm nhiều tiền trong hầu hết các công ty nó rất khó khăn để kiếm tiền bởi vì có nhiều hệ thống ly khai và bạn cần phải sản xuất hàng ngày và thậm chí bạn sản xuất bạn cần phải cạnh tranh và còn hơn thế nữa nhưng trong công ty của chúng tôi cũng có nấc thang sự nghiệp và tôi biết rằng bạn đang leo lên rất nhanh. Có rất nhiều người đang leo lên nấc thang sự nghiệp của họ. Và tôi chỉ có thể hứa hẹn với bạn một điều. Bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền và bạn không chỉ kiếm được nhiều tiền khi leo lên nấc thang sự nghiệp mà bạn còn kiếm được nhiều tiền dài hạn. Bởi vì công việc mà bạn tạo ra khi bạn đang xây dựng đội ngũ của bạn công việc mà bạn sẽ có bà sẽ kiếm được nhiều tiền trong khoảng thời gian rất dài và đó chính là điều mà hầu hết các công ty mạng trực tuyến đều đã thất bại mà chúng ta đều biết nó cũng rất quan trọng với tôi để giải thích rằng chúng tôi đang tạo ra rất nhiều thay đổi hiện tại chúng tôi phải đợi một vài tuần bởi vì corona và khiến cho chúng tôi chúng tôi đã có thể làm nhiều việc khác nhưng có một vài thứ chúng tôi phải đợi bởi vì hệ thống ngân hàng trên khắp thế giới cũng đã đóng cửa nhưng mà sẽ có những thay đổi cực kỳ tích cực trong kế hoạch bồi thường và tôi biết nhiều nhà lãnh đạo đã kiếm được khá nhiều tiền và còn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa và rất nhiều tiền và thành thật mà nói chúng tôi rất mong rằng chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi đó trong vòng vài ngày và đối với những người chỉ mới vừa bắt đầu và những người không đang xây dựng tổ chức lớn cũng sẽ có cơ hội thậm chí còn tốt hơn để kiếm nhiều tiền và tôi cũng có thể nói với bạn rằng có nhiều người luôn có những câu hỏi về hỗ trợ và giải pháp chi trả và khoản hỗ trợ khôn ngoan. Tôi có thể nói với bạn rằng tuần này chúng tôi thực sự đưa vào bởi vì bây giờ chúng tôi có thể xây dựng một sự hỗ trợ cho châu Á rất lớn. Cho nên chỉ trong vòng tuần này có khoảng 25 tới 35 người hỗ trợ mới bắt đầu chỉ trong tuần này cho đến thứ sáu và chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng cho đến khi chúng tôi sắp hết thời gian để trả lời các câu hỏi về hỗ trợ do đó nếu như bạn cho vài tuần tôi có thể hứa với bạn là chúng tôi sẽ có hỗ trợ hàng đầu có thể xử lý cả hỗ trợ cho thành viên thường cũng như nhà lãnh đạo đứng đầu và chúng tôi có hỗ trợ với nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới như thái lan Việt Nam và Trung Quốc và có rất nhiều ngôn ngữ khác mà chúng tôi đã ở đó. Chúng tôi bắt đầu gửi đi trong tuần này. Chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Với giải pháp thanh toán thì chúng tôi sẽ có thể và nó cực kỳ quan trọng. Bạn cần hiểu rằng 8 9 tuần vừa qua, chúng tôi đã hoàn tất và sẵn sàng mở văn phòng đầu tiên ở châu Á nhưng mà như bạn đã biết là đóng cửa phần lớn trên thế giới nhưng bây giờ chúng tôi đang tiến triển rất nhanh cho nên chúng tôi sẽ có thể gửi đi những giải pháp thanh toán tốt hơn tốt hơn rất nhiều ý của tôi là chúng tôi đã có một vài nhưng mà chúng tôi sẽ có thêm những giải pháp tốt nhất cho châu á và bỗng nhiên mọi thứ bắt đầu di chuyển nhanh chóng do đó chỉ vài ngày trước chúng tôi đã nhận được nhiều kết quả tốt nên chúng tôi hy vọng chỉ một hai tuần gửi đi thông báo rằng tôi biết là các bạn sẽ rất thích bởi vì sẽ giúp cho bạn xây dựng doanh nghiệp nhanh hơn và dễ dàng hơn cho tất cả mọi người để đầu tư và thu về tiền bạc Trước khi bạn hỏi tôi thêm câu hỏi, thì tôi cũng muốn nói rằng trong khoảng thời gian dịch bệnh Corona virus, chúng tôi có 100%, mỗi người trong công ty này chưa được trả tiền, mà họ nên có. Nhưng mà đôi khi, 8 tuần vừa qua, nó có thể lấy thời gian dài hơn. Thậm chí bạn muốn có những khoản thanh toán Bitcoin, nhưng tôi có thể hứa với bạn vào thứ Sáu, tức là hai ngày sau, kể từ ngày hôm nay. Chúng tôi đã xong, nên 100% khoản thanh toán Bitcoin đã được hoàn tất. Chúng tôi chỉ còn 72 tiếng từ giờ. Và điều đó thật tốt, nên nếu chúng tôi có những người đang đợi được thanh toán Bitcoin, thì khoản đó sẽ được chuyển đến tài khoản của bạn trước sáng thứ Bảy tuần này. Và đó chính là lời hứa từ tôi. Đó là lời hứa của tôi. Lời hứa của tôi. Vâng. À, và bởi vì càng ngày càng có nhiều người đến và nói như là nếu tôi bắt đầu từ đầu năm nay khoảng uh, tháng 1. Thời gian đó có khoảng 1 đến 1,3 triệu người và bây giờ gần 5 triệu người rồi. Còn về giải pháp thanh toán thì mọi người hỏi khá nhiều rằng nếu nhiều người làm tốn nhiều thời gian quá hoặc là không và tại sao là 2 đến 4 tuần mà không phải nhanh hơn? Bạn có thể đưa ra lý do hay không chứ? Bạn có thể uh, giải thích điều này hay không? Nó lấy nhiều thời gian hơn bởi vì rất nhiều ngân hàng trên thế giới đã có lệnh đóng cửa và họ không thể nâng cấp thứ mà chúng tôi cần bởi vì khi chúng tôi nhận 4 triệu người trong nhiều nước trên khắp thế giới. Vâng. Và tổ chức tài chính năm 2020 muốn điều khiển và nếu như chúng tôi có người trong kinh doanh thì một số người dùng Bitcoin, một số người dùng Ethereum, một số chuyển khoản ngân hàng, một số thanh toán bằng thẻ. Nó là một sự pha trộn, nên thậm chí, ví dụ như bạn đang đợi một khoản Bitcoin chuyển đến tài khoản của bạn, nó pha trộn rất nhiều thứ. Và chúng tôi cần đi theo quy định với Bitcoin như quy định thường lệ của ngân hàng. Và câu trả lời duy nhất là nó đã bị làm chậm. Nhưng mà năm sáu ngày vừa qua, chúng tôi đã thanh toán được khoảng 50%. Bạn không nên đợi lâu hơn một tuần để thanh toán đó là việc mà chúng tôi đã nói từ ngày một tôi biết có một số người đã đợi được một vài tuần tôi rất xin lỗi về việc đó và điều duy nhất tôi có thể nói là đó không phải là cách nó được làm ra và chúng tôi đã thay đổi hệ thống và thiết lập lại và chúng tôi đang làm việc với rất nhiều tổ chức tài chính để có thể tăng tốc nó một cách nhanh hơn cho tất cả mọi người cho nên câu trả lời tốt nhất tôi có thể đưa ra là một sự pha trộn của lệnh đóng cửa trên thế giới. Và điều này khiến cho công việc ngân hàng trì trệ. Và chúng tôi phải làm chậm lại. Bởi vì nếu như chúng tôi chuyển khoản ngân hàng quá nhanh, ví dụ như là với Bitcoin, và chúng tôi không thể điều khiển đúng lúc, thì ngân hàng sẽ giống như kiểu bạn làm quá nhanh, Chúng tôi không thể thấy là bạn đã thao tác chính xác. Nhưng chúng tôi nói rằng bạn không có ở đó. Chúng tôi không thể hỏi vì bạn không có ở đó và họ thì không quan tâm. Do đó, chúng tôi cần phải làm chậm nó lại một chút. Nhưng bây giờ, chúng tôi có thể tăng tốc và tăng tốc mỗi ngày. Và một lần nữa, câu trả lời tốt nhất là nếu trong vòng 48 tới 72 tiếng đồng hồ, nếu như có ai đó đang đợi chuyển tiền thì bạn không nên hấp tấp. Bởi vì mọi thứ sẽ đâu vào đó ngay thôi. Vâng. Cứ yên tâm. Nếu như chúng tôi có hơn 1 triệu người hàng tháng và đến cuối năm nay thì chúng tôi có 10 triệu người thì thì việc giao dịch rút tiền sẽ mất một vài tuần. Hình như là như vậy đó. Không, không, nghe đây, nghe đây. Không thể làm gì với sự phát triển. Chúng tôi có thể xử lý một triệu thành viên mới mỗi tuần. Cho nên, không có là vấn đề gì hết. Không hề có vấn đề. Lý do trì trệ không liên quan tới số lượng người. Bởi vì chúng tôi có thể giải quyết được. Ok. Chỉ là do ngân hàng và do dịch bệnh mà thôi. Chuyện này thì chắc là mọi người đều biết. Nếu chúng tôi có 10, 20, thậm chí 30 triệu người, thì hệ thống của chúng tôi vẫn có thể xử lý một cách dễ dàng. Ví dụ, chúng tôi đang phát triển tới 4 triệu thành viên chỉ trong vòng 8 tuần. Thì hệ thống của chúng tôi cũng sẽ không bao giờ bị sập. Bởi vì chúng tôi có thể giải quyết gấp 10 lần con số đó một cách rất là dễ dàng, mà không gặp bất kỳ vấn đề gì hết. Chuyện đó rất dễ dàng đối với hệ thống của chúng tôi. Vâng, hay quá. Và nó rất Cảm quan trọng vì tôi đã làm trong mạng lưới này rất nhiều năm, và khá buồn khi một công ty không có đủ khả năng để xử lý sự gia tăng nhưng mà chúng tôi có thể tôi hứa vâng vâng rất hay cảm ơn rất nhiều à, và những người ở châu á bắt đầu từ thái việt nam hầu hết các nước trên thế giới indonesia malaysia hầu hết các nước thì họ hỏi tại sao giao dịch mất thời gian như bitcoin hay là mở rộng ở châu á hay đã có mặt ở châu á hay chúng tôi phải đợi thêm một thời gian nữa, có thể giải thích một chút không? Nếu chúng tôi đạt được thứ mà chúng tôi muốn, chúng tôi sẽ mở rộng ở châu Á nhanh thôi. Và chúng tôi đang tiến hành để giới thiệu một số giải pháp tốt nhất cho châu Á vào sự kiện sắp tới đây. Chính xác là vào ngày 6 tháng 6 đó chính là mục tiêu chúng tôi có một số cho bạn lựa chọn giữa chuyển khoản và giải pháp thẻ ngân hàng để bạn có thể dùng và tôi biết giải pháp thẻ bạn thích ở châu á chúng tôi có gần như tất cả mọi thứ đã sẵn sàng với china union pay trước coronavirus và bây giờ chúng tôi sẵn sàng làm lại cho nên hy vọng rằng không biết dịch bệnh sẽ kéo dài đến khi nào. Nhưng nói trông như chúng tôi đã dần dần khá hơn. Và nó đang đi đúng hướng. Nên chúng tôi đang dự kiến gửi đi những giải pháp tốt hơn. Và chúng tôi biết rằng nó đang đi đúng hướng nên sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Và tôi cũng cần nói bởi vì tôi đã không nhắc đến ngay từ đầu. Nhưng mà những nước như là Việt Nam và Thái Lan và Trung Quốc các bạn thực sự đang làm rất tốt. ý tôi là tôi làm trong công nghiệp này và tôi làm trong mạng lưới nhiều năm. nhưng mà kết quả các bạn làm thực sự rất tốt, rất bất ngờ. do đó cũng rất vinh hạnh khi được nói chuyện với một nhà mạng tuyệt vời giống như bạn. chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi. tôi cũng nghĩ vậy. tôi biết, tôi biết. thực sự rất vinh hạnh khi được nói chuyện với một người như bạn. Và tôi hứa với bạn, cho chúng tôi thêm 6 tháng đi, rồi bạn sẽ thấy. Vâng, vâng. À, được rồi. Và đây là một câu hỏi hàng đầu mà... Và nó có thể có vấn đề hoặc là không. Nếu các nhà lãnh đạo có thể giải thích theo đúng hướng về rau quanh, bạn có thể giải thích cho chúng tôi để làm rõ về rau quanh, để tất cả mọi người có thể hiểu rõ rau quanh như thế nào nó vận hành như thế nào bởi họ có một số người dẫn đầu mới và có lẽ họ hiểu về rau quanh là họ đầu tư vào đó uh, uh, giống như là tôi vậy uh, như tôi tôi hiểu và tôi cố gắng để tạo ra một cái cho người dân của tôi nhưng bạn tiếp xúc với họ và có lẽ bạn sẽ rõ hơn tôi rất nhiều bạn có thể giải thích một chút không vâng và điều tốt nhất để làm là chúng tôi có một trưởng phòng kinh doanh. Và tôi sẵn sàng giới thiệu đây, chính là Ngài Huân với chúng tôi ngày hôm nay. Và cho những ai không biết về ông ấy, thì ông ấy chính là một cựu CEO của một trong những công ty tiếp thị mạng lớn nhất trên toàn thế giới. Và ông ấy làm việc ở đây khoảng 6 tháng trước đây. Ông ấy là người tốt nhất để đưa ra một cái nhìn tổng quát dành cho bạn và bây giờ thì tôi sẽ nhường lại cho trưởng phòng kinh doanh để ông ấy có thể nói chuyện với các bạn ờ xin mời ông mời ông nói chuyện với mọi người ờ cảm ơn được rồi cảm ơn xin chào rất vui được gặp bạn xin chào tất cả các bạn à, tôi xin được nói những phần thưởng là điều quan trọng nhớ rằng nếu bạn có quyền riêng đây là tuần cuối để trao đổi với họ sáu là ngày cuối cùng để trao đổi với họ về phần thưởng về hệ thống mới phần thưởng liên quan khá gần với thu nhập thông qua tất cả sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi hiện tại đang làm lợi ích từ chúng sẽ kết thúc với một khối tiền và khối tiền đó có thể được chia thành nhiều phần cụ thể là khối tiền đó được chia thành ba. 40% đưa vào phần thưởng, 40% sẽ đi vào thu nhập và sẽ được chia ra mỗi tháng. Và 20% còn lại sẽ đưa vào chi phí hoạt động của công ty 80% sẽ được chuyển về bạn cho Rao quan trong mạng lưới đó để xây dựng công ty. Hệ thống phần thưởng sẽ chia 40% từ lợi nhuận từ các sản phẩm đến bạn. Ờ, trong lúc ra mắt, chúng tôi đã phân phát phần thưởng và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc đó suốt khoảng thời gian này. Khi bạn đang trong lúc ra mắt, bạn sẽ tiếp tục kiếm phần thưởng, phần thưởng cho chúng tôi biết cách chia lợi nhuận như thế nào. Nó nằm trong phần lợi nhuận thu được. 40 phần trăm đó đưa vào phần thưởng. Sau đó, sau đó chúng tôi có được thu nhập trên mỗi phần thưởng rồi chúng tôi lấy số phần thưởng mà bạn có trong tài khoản và nhân lên với số thu nhập trên mỗi phần thưởng và đó là số tiền mà bạn mà bạn sẽ nhận được và số tiền đầu tiên sẽ được xử lý xử lý vào vào ngày ngày 15 tháng 6 và nó sẽ đến hàng quý tháng 9, tháng 12, tháng 3, tháng 6. Nó là một phần của lợi nhuận. Nó không có đáng gì để làm với khoản đầu tư. Thu nhập và xuất chi đều từ lợi nhuận cả từ sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi sẽ chia với đối tác bên thứ ba như tạp chí sử thi hay hỗn hợp khi các sản phẩm khác đang được đưa ra. Khối tiền đó sẽ lớn dần với con số sản phẩm và người dùng sẽ tăng lên. Lợi nhuận của bạn ngày càng nhiều thì phần thưởng mà bạn có sẽ sẽ được ngày càng lớn ra và đó chính là những gì mà tôi muốn muốn được chia sẻ với bạn tôi hy vọng rằng bạn sẽ hiểu được bạn sẽ hiểu được phần đó tôi rất là hy vọng bạn có thể hiểu được vâng vâng tôi hiểu rồi um, tôi còn có một câu hỏi muốn hỏi uh, về phần thưởng của rau quanh mọi người cũng biết rằng giá của một rau quanh là 2 euro đúng không và chúng tôi có số lượng phần thưởng của rau quanh cụ thể hay không um, hay là nó có thể thay đổi hay không có thể uh, là nó sẽ tăng lên dần hay là cố định 2 euro có thể nói tôi biết không ờ đầu tiên nó là tỷ giá nó không phải là giá trị. City không gọi nó là giá trị bởi vì giá trị thực của thứ gì trước khi bạn trao đổi nó và hiện giờ không có sự trao đổi nào cả. đó là tỷ giá city đang làm việc với bạn bởi vì bạn có một số phần thưởng khi bạn mua gói giáo dục hoặc là khi bạn có suất chi kèm theo 20% là thiết bị tự động hoặc chuyển với phần thưởng với tỷ giá là 2 euro. Hiện tại, tỷ giá đó là phẳng, nên CT sẽ sử dụng tiếp. Bạn không biết rằng số đó tăng mỗi tuần đâu. Tôi đảm bảo, tôi đảm bảo với bạn như thế. Tôi không biết con số hôm nay, bởi vì, bởi vì nó không giống, không giống với hai phút trước. Mỗi khi có ai đó mua một gói giáo dục, và khi, và khi học sẽ nhận được phần thưởng, do vậy không ai có thể nói chính xác số phần thưởng vào lúc này và sau đó vẫn có một vài người chưa thể chuyển đổi quyền của họ thành phần thưởng, do đó không có số cố định ngay bây giờ. Điều quan trọng mà đề cập ở đây là tuần trước, những chủ sở hữu đã chuyển đổi quyền của họ thành các phần thưởng. Và điều quan trọng cần biết là chúng tôi đang trong giai đoạn ra mắt và chúng tôi chưa bắt đầu Ý tôi là những gì bạn thấy ngày hôm nay, tôi nghĩ đó là một điều hay, bởi vì hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ đến việc là người đầu tiên với một thứ gì đó. Đa phần mọi người đều như vậy. Bạn là người đầu tiên thấy những gì mà chúng tôi có ngày hôm nay. Khi chúng ta đang có một cuộc gọi như vậy, vào tháng 9, tháng 10, sẽ có một doanh nghiệp. Ý tôi là cho những ai chưa bắt đầu. Sẽ có một doanh nghiệp đáng kinh ngạc đang diễn ra. Và ý chúng tôi là 4 năm triệu người hôm nay. Chúng tôi có thể là 25, 30, 40, 50 triệu người. Bạn có thể nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra với giá trị của mọi thứ, với giá trị của phần thưởng, với thu nhập của tiền thưởng còn lại, với giá trị của tổng doanh số của sản phẩm và dịch vụ rằng tất nhiên sẽ trở thành một sự khác biệt rất lớn nhưng mà tôi nghĩ việc hay ho là khi bà đã xây dựng một kết cấu mạng lưới khi tôi xây một mạng lưới điều hay là tôi có khả năng và xây một nền móng ở thời điểm bắt đầu. Thực tế là nó khá dễ, thậm chí là bạn không cần phải nghĩ về nó. và chỉ cần tập trung vào xây dựng nền tảng trong thế giới mạng lưới hoàn hảo. Nếu như bạn là một nhà mạng, chỉ cần tập trung vào xây dựng mạng lưới lớn, xây dựng công ty. Và như tôi nói với bạn trước đây, tôi đã làm trong lĩnh vực này được 25 năm rồi và một số công ty tôi đã xây nên mạng lưới khổng lồ lại thất bại trong việc đưa tôi các sản phẩm để cung cấp vào hệ thống của tôi họ cũng thất bại trong việc chi trả cho tôi và nhân viên của tôi khi bạn xây dựng một mạng lưới bạn là người lãnh đạo bạn tập trung vào xây dựng đội ngũ thì chúng tôi tập trung vào chăm lo cho tất cả các thành viên với sự hỗ trợ và đưa ra giải pháp thanh toán tốt. Nhưng mà chúng tôi cũng cần phải chắc chắn rằng đã cung cấp các sản phẩm và những sản phẩm đó hàng ngày, hàng tuần sẽ làm tăng giá trị của phần thưởng và tăng số tiền được trả cho phần thưởng và các phần còn lại từng ngày từng giờ và một lần nữa nó rất quan trọng để hiểu rằng chúng ta đang có một cuộc gọi và chúng tôi đã có rất nhiều cuộc gọi từ trước tới nay rồi tôi nói như vậy bởi vì bạn đang ở đây và hầu hết các nhà mạng mà tôi biết và tôi đã từng mơ về việc trở thành tôi có thể khẳng định như vậy một nhà mạng hàng đầu của một mạng lưới thực sự đang hoạt động và ý của tôi là chúng tôi hiện tại đang ngồi đây chúng tôi còn chưa thể giải quyết khoản thanh toán đầu tiên chúng tôi đã hoàn thành nhiều khoản chi khi xây dựng mạng lưới nhưng phần thanh toán còn lại vẫn chưa xong nên đôi khi mọi người thắc mắc liệu tôi có phải là người đầu tiên hay không tôi có thể hứa với các bạn các bạn chính là người tiên phong mà chúng tôi sẽ gửi đến đôi khi nó sẽ mất một chút thời gian và lý do là chúng tôi sẽ không bao giờ làm việc gì đó mà chúng tôi biết sẽ làm tổn thương doanh nghiệp hoặc các thành viên chỉ để tiết kiệm một vài ngày hay là tiết kiệm một vài tuần nếu chúng tôi biết khi chúng tôi đợi hai ba tuần để làm gì đó và điều đó sẽ tạo nên một giá trị lớn hơn nhiều trong tương lai chúng tôi sẽ chỉ nghĩ về công ty và các thành viên để gửi đến giải pháp tốt nhất chúng tôi sẽ không bao giờ làm việc mà vài tháng sau cho thấy rằng nó sai chúng tôi đang làm việc như một công ty bình thường một công ty truyền thống trong ngành công nghiệp mạng lưới sự khác biệt lớn nhất là mọi thứ đang hoạt động nhanh hơn mọi người đã từng và chúng tôi vâng. sẽ đi ngày càng nhanh hơn hay quá cảm ơn và tôi khẳng định là chúng tôi sẽ đi ngày một ngày một nhanh hơn còn về uh, uh, về kyc và việc tuân thủ bạn có thể uh, cho chúng tôi biết chìa khóa quan trọng mà thành viên cần phải theo dõi là gì không số thành viên cần theo dõi nghĩa là sao ờ, xin lỗi xin lỗi số thành viên cần theo dõi nghĩa là sao vậy hả vâng vâng xin lỗi ờ, ý tôi nói là làm cách nào để đăng ký nhiều tài khoản đó mà <laughs> ờ, ý tôi là ý tôi là kyc ở ờ, rất là quan trọng đối với tất cả hình thức hình thức thanh toán đó dạ và... vâng dạ nó à, xin lỗi câu hỏi uh, câu hỏi nhiều nhất là mọi người có thể có nhiều tài khoản hay không ý của bạn là ý tôi nói là có thể uh, đăng ký nhiều tài khoản không đó mà trong điều khoản có ghi rõ là mỗi người có một uh, có một tài khoản với một k quan vâng ạ à. Đó là bởi vì luật quốc tế. Nếu chúng tôi muốn có thể làm việc với các công ty lớn trên thế giới, các ngân hàng lớn, thì chúng tôi không thể. Bạn chỉ có thể sở hữu một tài khoản duy nhất với một KYC mà thôi. Nếu chúng tôi làm cách khác, thì chúng tôi sẽ trở thành một trong những công ty đó chỉ trong 3-4 tháng, rồi chúng tôi xong, bởi vì họ sẽ đóng cửa chúng tôi ngay lập tức do đó chúng tôi cần theo luật ngân hàng quốc tế và những luật này cũng khá tương đồng với những quốc gia khác và nếu như chúng tôi không tuân theo luật thì chúng tôi là một sơ đồ kim tự tháp và bạn chỉ thấy chúng tôi trong vòng một vài tuần rồi sau đó chúng tôi sẽ xong xuôi ngay lập tức chúng tôi sẽ không bao giờ đi theo con đường đó chúng tôi có thể hứa với các bạn bởi vì chúng tôi sẽ ở đây trong khoảng thời gian rất dài. Và chúng tôi sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian dài. Ở cây quan si quan trọng là bởi vì đầu tiên các khoản xuất chi như tiền mặt hay là hay là Bitcoin, bạn đều cần phải có nó. Nó cũng rất quan trọng trong sản xuất mã quà tặng. Nếu bạn khó khăn trong việc ờ, trong việc cho nó đi. À. Bởi vì bạn có thể đưa mã quà tặng lên đến 1.000 euro mà không cần KNC phê duyệt. Nhưng mà nhưng mà sau đó bạn cần hệ thống KYC phê duyệt vì chính quyền sẽ trông nó như là ngăn kéo tiền mặt miễn phí. Do đó chúng tôi cần có nó. Đó là luật chống rửa tiền. Để chống rửa tiền. Đúng vậy, luật chống rửa tiền. À, tôi biết rồi. Vâng. Và nếu như bạn không nghe theo, bạn sẽ không chỉ gặp vấn đề như là một công ty, mà các thành viên cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Vì vậy, nó rất quan trọng khi chúng tôi đặt sự an toàn của tất cả thành viên lên hàng đầu. Và tất cả những quốc gia khác cũng vậy. Nên chúng tôi cần phải làm rõ việc nghe theo luật lệ mọi lúc, mọi nơi. Như vậy sẽ là tốt nhất cho tất cả chúng ta à, và như và như bạn hỏi về việc tuân thủ chúng tôi làm việc rất là chăm chỉ và chúng tôi có những người mới để thiết lập hệ thống tuân thủ và sẽ có quy trình và thủ tục được đặt ra rõ ràng có nhiều có nhiều thứ có nhiều thứ mới trong điều khoản mà bạn phải chấp nhận sự tuân thủ sẽ khiến cho chúng ta tiến về phía trước. Đó là điều đương nhiên và chúng ta cần phải có sự tuân thủ. Như vậy, có hai, ba người làm việc chăm chỉ để vận hành nó và bắt đầu quan sát chúng tôi nói về gì và không nói về gì. Và chúng tôi nói chuyện với những người bán ý tưởng trao quan theo theo một hướng sai để bảo vệ tất cả chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn đạt được một thành công tốt đẹp gì đó. Thực sự, đó là mong ước của chúng tôi. Wow, ừ. vâng ạ. À. À, một câu trả lời rất hay cho các câu hỏi và tôi đánh giá cao về điều này lắm đó nhưng uh, bây giờ tôi muốn đến phần của sản phẩm thật sự đây là một câu hỏi ai cũng quan tâm đến hết khi nào thì bạn bắt đầu và có bất kỳ pháp lý hay là có ràng buộc gì cho những người châu á tham gia vào hay không có thể nói chút không tôi sẽ không đi vào chi tiết vì mỗi quốc gia sẽ cụ thể khác nhau tôi không chắc là bạn muốn câu trả lời cho câu hỏi này bởi vì sẽ có bộ phận làm việc và sẽ có những quy định riêng cho mọi quốc gia trên thế giới và điều duy nhất mà tôi biết là chúng ta phải làm chậm lại một chút vì do lệnh đóng cửa chúng tôi không thể tiếp cận với các nhân viên có thẩm quyền ở các nước vì phần lớn các nước cũng đang bị đóng cửa và không trả lời câu hỏi và chắc chắn là sẽ có nhiều thông tin hơn không chỉ có thông tin mà chúng tôi cũng sẽ có nhiều sản phẩm và dịch vụ rất hay được phát hành và bạn chắc chắn sẽ thấy nhiều thông tin trong một vài tuần tới nhưng mà câu trả lời vẫn là chúng ta cần phải chậm lại một chút bởi vì nếu như chúng ta chỉ tiến hành mà không đúng với trình tự của các nước, thì sản phẩm sẽ không thể hoạt động được. Tôi đoán là khoảng 8 tuần. Dịch corona làm cho chúng tôi không thể tiếp cận với những nhà có thẩm quyền. Vì vậy, có là 100% câu trả lời. Nhưng mà trong vài tuần tới, thì sẽ có rất nhiều thứ triển khai và diễn ra. Khi mọi thứ đã ổn định trở lại, tôi có thể hứa với mọi người, tạm thời trước mắt là như vậy thôi. trong vài tuần tới. được rồi, hay quá. vì vậy, bà sẽ có sản phẩm rất tốt để làm việc. <laughs> vâng vâng, rất tôi tốt. rất mong đợi điều đó. và câu hỏi cuối cùng về bạn lưới, um, về bạn lưới, um, tôi biết và tôi rất hiểu công ty đã chi trả rất nhiều cho các thành viên theo kế hoạch tiếp thị chẳng hạn, nhưng mà để làm rõ về thu nhập. Thì uh, tôi có một số câu hỏi muốn hỏi. Tôi nghe nói là công ty trả 10.000 euro cho trắng, đen, vàng và titanium. Tôi cũng hiểu là điều đó theo từng cấp độ trắng, đen, vàng uh, và titanium. Nếu như chúng tôi chỉ mới bắt đầu thì chúng tôi có thể thu 20.000 euro thì số tiền tối đa là bao nhiêu và các điều kiện như thế nào ạ? À? Có thể uh, nói rõ hơn một chút không? Tôi chỉ có thể trả lời một thứ, vì câu hỏi này đã được hỏi vài ngày trước từ một số người rồi. Vâng. Tôi đã nói tôi làm trong lĩnh vực này rất lâu, nên tôi biết nó quan trọng. Và tôi có thể nói là một nhà mạng tốt, bạn có thể kiếm được 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 pound một tuần. Và lời giải thích rõ ràng cho việc này sẽ được công bố sớm mà thôi. Đó là chỉ trong một vài ngày. Bạn sẽ thực sự thấy. Vâng. Và bạn sẽ thấy cái gì đó trên bản điều khiển của bạn tại văn phòng hỗ trợ, nơi bạn có thể thấy và bạn biết cần phải làm gì để có thể đặt tới cấp độ tiếp theo. Hướng dẫn một cách chính xác. Nhưng đúng, bạn có thể kiếm hơn 20.000 một tuần. Và nó sẽ có sẵn cho các bạn chỉ trong vòng một vài ngày mà thôi. Chính xác là như vậy. Và về phần còn lại, thì không có bất kỳ cáp nào. Chúng tôi không có cáp cho nên, là một công ty đầu tiên, chúng tôi không có cáp nào ở phần còn lại. Đó là một công ty mơ ước cho các nhà mạng mà chúng tôi muốn tạo ra. Thực sự là không có. Và để làm rõ, cáp hàng tuần trong sản xuất sẽ là một lời giải thích, sẽ được công bố trong vài ngày. Và bạn có thể dễ dàng thấy bạn cần làm gì và sau đó thì bạn sẽ có một cap cao hơn 20.000 euro một tuần. Rất là nhiều. Chắc chắn. Wow, hay quá. À, thật sự thì chúng tôi không biết là có xem được lãnh đạo của mình ở cấp độ nào hay không. Bạn hiểu những gì tôi nói chứ? À, vâng, tôi muốn biết tôi cần bao nhiêu người như 10 người quản lý à, hay là 12 giám đốc ở nước này hoặc là như thế nào ạ? À? Bạn có thể giải thích một chút không ạ? À? Chúng tôi đang làm việc chung với nhau. Và tới lúc đó bạn sẽ thấy nhiều hơn thế. Bạn sẽ thấy các bộ phận khác ở các cấp bậc. Tôi nghĩ là bạn sẽ thích hệ thống này. Và toàn bộ hệ thống sẽ được thông tin trong vài tuần tới. Và cho đến ngày 6 tháng 6, bạn sẽ có toàn bộ hệ thống trên bảng điều khiển. Và lúc đó, bạn sẽ thấy cái cách mà nó hoạt động là như thế nào. Hay quá. Rất hay. Cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra một hệ thống hoàn hảo cho người dẫn đầu để có thể điều khiển doanh nghiệp chính xác. Bởi vì như bạn nói rằng nó rất quan trọng để thấy được vị trí của mình và bạn cần phải làm gì vâng ạ bạn nên bỏ công sức vào đâu để đạt được cấp độ khác tiếp theo ví dụ vậy tôi biết tôi đã giúp đỡ khác mấy năm qua nên tôi biết nó quan trọng ra sao có rất nhiều thứ nhưng mà tôi có thể hứa với các bạn một điều chỉ vài ngày sau sẽ dễ dàng hơn cho bạn để hiểu cấp bậc khác thôi đó là lời hứa của tôi vâng ạ à được rồi Cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian cho chúng tôi. Tôi rất cảm kích tất cả các bạn đã làm việc chăm chỉ và chúng tôi có ngài Peter Jacobson À, đúng rồi. Thực tế, chúng tôi có nhà phát triển chính số một thế giới. Và bây giờ, tôi đang có ông ấy ở đây. Xin chào. Số một trong mạng lưới đào tạo. Xin chào, rất vui được gặp ông ạ. À rất vinh hạnh khi có ông ấy ở đây bởi vì ông ấy đang họp và tôi biết ông ấy đang chạy qua thành phố để có thể có mặt ở đây bởi vì tôi nhắn ông ấy và ông ấy đã cố gắng đến đây để nói một vài điều bởi vì ông ấy biết chúng tôi đang có các nhà mạng có mặt trong cuộc gọi ngày hôm nay xin mời <laughs> xin chào mọi người có khỏe không xin chào tôi rất mong đợi được gặp bạn đây <laughs> tôi cũng vậy. Vâng ạ. À. Bạn có câu hỏi nào cho tôi hay không? Hay là tôi chỉ cần nói theo ý của tôi thôi? Tôi muốn bạn dạy tôi. Tôi muốn học nhiều hơn từ bạn lắm đó. Được rồi. Bạn biết là chúng tôi có một buổi webinar vào Chủ nhật. Và bạn có tham gia vào các buổi Chủ nhật đó hay không? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Vâng ạ. À. Chưa bao giờ. Vậy chắc chắn là bạn sẽ nhận được link và mọi thứ. Chúng tôi tổ chức khoảng 2 giờ vào mỗi Chủ nhật để phù hợp với khu vực châu Á và giờ châu Âu. Và đó cũng là nơi mà chúng tôi tạo động lực, truyền cảm hứng và thỉnh thoảng thì tôi cũng đưa ra một số chiến lược được kết nối ở đó. Ý tôi là tôi có hơn 25 năm trong ngành này và tôi biết tham gia với chúng tôi kể từ khi chúng tôi làm việc chung với nhau vài lần và cuối cùng chúng tôi cũng cùng nhau làm nên một vài điều hấp dẫn và tất nhiên sau khi dịch corona qua đi thì chúng tôi sẽ đến và gặp các bạn và chúng tôi sẽ làm những buổi hướng dẫn nơi mà chúng tôi tập hợp hàng trăm người và hướng dẫn cùng một lúc vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục chạy đến khi corona chấm dứt tuy nhiên cho đến khi chúng tôi có thể bay được thì chúng tôi vẫn tổ chức các buổi webinar vào chủ nhật và tất nhiên nếu như bạn có những yêu cầu đặc biệt nào khác thì chúng tôi vẫn rất sẵn lòng tổ chức các buổi webinar đặc biệt với riêng các bạn chỉ với nhóm của bạn chúng tôi có thể thông qua kenny hoặc bạn có thể gửi cho tôi tin nhắn nếu như bạn cần một buổi nói chuyện đặc biệt thì chúng tôi sẽ cho bạn biết về thời gian đúng vậy buổi học vào chủ nhật thực sự rất thú vị mọi người đều rất thích và chúng tôi tổ chức vào mỗi chủ nhật ngoại trừ những lúc mà chúng tôi không thể di chuyển được và chúng tôi cũng đào tạo vào mỗi lúc chúng tôi có sự kiện hoặc khi chúng tôi có những buổi đặc biệt và tôi cũng sẽ lấy thông tin của bạn từ kenny chúng ta có thể là một nhóm đặc biệt nơi mà tôi có thể gửi đi những thông điệp truyền cảm hứng hàng tuần hàng ngày để bạn có thể tham gia một phần của khóa học nếu như bạn muốn vâng vậy uh, về khóa học chủ nhật chỉ có các lãnh đạo mới tham gia hay là ai cũng có thể tham gia tôi nghĩ là mức độ năm được rồi ok um, chúng ta sẽ bắt đầu cho các nhà quản lý đúng vậy đúng vậy không mức độ năm là điều phối viên thì phải đúng không ạ à? à phải rồi đúng vậy vâng hay quá tôi sẽ bắt đầu truyền thông đây tôi sẽ bắt đầu đây chúng tôi chắc chắn rằng là bạn sẽ nhận được thông tin vâng và bạn có thể tham gia vào chủ nhật này vâng ạ à. cảm ơn ông rất nhiều nha cảm ơn cảm ơn rất nhiều vì dành thời gian cho tôi và cảm ơn rất nhiều tôi mong là đợt sau sẽ làm việc nhiều hơn với bạn và nếu như tôi có câu hỏi gì thì tôi sẽ hỏi bạn. Vâng ạ. À. Tự nhiên. Peter và tôi nghĩ là anh ấy không chỉ đào tạo mà còn là huấn luyện. Tôi nghĩ là thật tốt khi huấn luyện các lãnh đạo và vì vậy chúng tôi chắc chắn bạn có thể giới thiệu những nhà lãnh đạo và ông mấy sẽ thông qua việc đào tạo để đưa bạn và các lãnh đạo lên các bước tiếp theo từ lãnh đạo giỏi thành lãnh đạo dẫn đầu tôi nghĩ đó chính là điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi có thể làm cho mọi người và khi chúng tôi càng ngày càng tốt hơn với mạng lưới trực tuyến chúng tôi sẽ ghi lại các buổi đào tạo và chúng tôi sẽ làm việc ngày đêm để làm tốt nhất cho điều đó bạn sẽ thấy rất nhiều rất nhiều những siêu nhân tôi có thể khẳng định điều đó được rồi hay quá và nói thật thì tôi không chỉ làm các buổi đào tạo mỗi ngày bởi vì công ty của tôi bạn thấy đấy rất dễ để làm những điều đó và tôi thật sự cũng muốn làm những buổi đào tạo mỗi ngày tuy nhiên là điều quan trọng là phát triển kinh doanh xây dựng mạng lưới mối quan hệ từ khi bắt đầu càng nhiều mối quan hệ thì càng tốt và tôi nghĩ là chúng tôi sẽ phát triển ngay bây giờ à sẽ bắt đầu ngay bây giờ Cách dễ nhất để nhân đôi là mọi người biết những gì mà bạn đang làm. Họ không làm những gì mà bạn nói. Vâng. Vâng ạ. À. Hay quá. Dạ vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều vào ngày hôm nay. Tôi ghi âm lại đoạn video này được không ạ? À? Tôi xin được ghi âm lại ạ. Ok được chứ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Và chúc bạn có buổi tối thật tuyệt vời. Hẹn gặp lại bạn sớm xin chào tạm biệt cảm ơn rất nhiều vâng cảm ơn rất nhiều ạ à. xin chào nha